Hello, everyone. My name is Long, and you are watching the English for Green Eye. Chào tất cả các bạn, các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Anh dành cho lớp 9 Và bài học ngày hôm nay là một bài học đặc biệt Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại 3 unit mà chúng ta đã học trong học kỳ 2 Đó là Unit 6, Unit 7 and Unit 8 Unit 6, we talk about the environment Unit 7, we talk about saving energy And finally, Unit 8, we talk about the topic celebrations uh, 6 ký, um, 3 unit mà chúng ta đã học đó chính là Unit 6 Về chủ đề môi trường, environment Uh, unit 7 chúng ta học về chủ đề Saving Energy và cuối cùng là Unit 8 chúng ta học về chủ đề Celebrations và với mỗi một chủ đề như thế này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn ôn lại hai nội dung đầu tiên đó là về Vocabulary với những chủ đề như thế thì chúng ta nhất định cần phải nhớ những cái thuật ngữ nào hay là những cái nhóm từ nào tiếp theo nữa là về nội dung ngữ pháp uh, mỗi một bài bao giờ cũng có yếu tố ngữ pháp đúng không nào và chúng ta sẽ ôn lại tất cả các yếu tố ngữ pháp trong từng bài đó Uh, với chủ đề về từ vựng thì bài 6 chúng ta sẽ ôn lại đúng các cái chuyên các cái thuật ngữ liên quan về chủ đề này ví dụ như chúng ta sẽ ôn các thuật ngữ liên quan đến environment là về môi trường unit 7 chúng ta sẽ nói về saving energy và cuối cùng unit 8 chúng ta sẽ nói về celebrations các cái lễ hội uh, bắt đầu với phần đầu tiên đó là unit 6 uh, environment thì trong cái phần này thì các bạn cần phải nắm được các cái thuật ngữ sau đầu tiên đó là air pollution đúng không nào đây là về ô nhiễm không khí và water pollution uh, ô nhiễm nguồn nước đây là hai cái ô nhiễm mà phổ biến nhất hiện nay uh, liên quan đến những cái ô nhiễm này thì chúng ta có một vài những cái thuật ngữ đầu tiên đó là garbage dump garbage dump đây là bãi rác hay chúng ta có một cái nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm môi trường ô nhiễm nước đó chính là deforestation deforestation và Uh, forestation đó là việc trồng rừng thì tiền tố đi là một tiền tố mà mang cái sự ảnh hưởng phá hoại. Thế nên deforestation thì có nghĩa là phá rừng. Chúng ta có động từ fishing uh, câu cá nhưng mà câu cá bằng thuốc nổ chúng ta có sử dụng đánh cá bằng thuốc nổ. Chúng ta có từ dynamite dynamite fishing sử dụng thuốc nổ để đánh cá. Pesticides uh, là thuốc trừ sâu và spraying pesticides đó là thuốc phun thuốc trừ sâu, đúng không nào? Raw sewage, các bạn chú ý từ raw là một tính từ và sewage có nghĩa là uh, rác thải hay là nước thải Raw sewage đây là một hình thức uh, nước thải mà chưa được qua xử lý và được thải trực tiếp vào các hệ thống sông, ngòi, biển Waste materials, uh, materials đó là các cái uh, nguyên vật liệu nhưng khi mà những cái nguyên vật liệu này đã được sử dụng để sản xuất và Uh, nó tạo ra những cái thành phẩm rồi thì những cái phần còn lại không sử dụng đến hoặc là cái phần thừa thì chúng ta gọi đó là waste waste materials có nghĩa là rác vật liệu phế thải chúng ta có từ garbage ở đây là rác sinh hoạt không ta không nhầm với cái từ gọi là sewage sewage đây là nước thải sinh hoạt còn garbage đó là rác sinh hoạt của chúng ta ví dụ như là lông ví dụ như là uh, thực phẩm đã qua chế biến ví dụ như vậy Um, một cái nguyên nhân nữa dẫn đến cái vấn đề về ô nhiễm môi trường Đó là Oil Spill Oil Spill đây là các vụ tràn dầu ở trên biển à, Chúng ta nói đến những cái nguyên nhân này Vì nó là một trong những cái gọi là thảm họa về môi trường Đúng không nhỉ? Và Oil from the Land Oil from the Land ở đây có nghĩa là Dầu uh, bị uh, cuốn trôi trên mặt đất đổ ra biển Thì nó cũng là một trong những nguyên nhân Vessel Vessel đây là tàu thủy nhưng mà chúng ta nói đến những tàu thủy chở hàng hoặc là tàu thủy cỡ lớn à, các bạn không nhầm nó với từ ship à, từ ship ở đây thường nó mang những yếu tố là để chở khách hoặc là tàu tham quan ngắm cảnh thôi còn vận tải thì chúng ta thể dùng cái từ là vessel marine life marine ở đây là thuộc về đại dương và life ở đây là cuộc sống vậy marine life chúng ta nói đến cuộc sống ở dưới đại dương như vậy chúng ta nói đến một hệ sinh thái rất là lớn đúng không nhỉ đó là sinh vật đại dương Regulation, regulation ở đây là các cái quy định, các cái luật lệ được ban hành ra và volunteer chúng ta xuất phát từ động từ uh, volunteer 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 ở đây có nghĩa là tình nguyện, người tình nguyện và conservationist conservationist thì cái đuôi ist này thì gợi chúng ta đến một cái danh từ chỉ người và conservation có nghĩa là sự bảo tồn, uh, sự uh, Uh, duy trì một cái gì đó và conservationist là uh, một danh từ ám chỉ những người ủng hộ bảo vệ tự nhiên. Thì đó là những cái thuật ngữ mà các bạn chú ý ở trong cái uh, bài số 6 này. Và qua cái nhóm từ này các bạn có thể chia nó ra thành gồm có mấy uh, mấy nhóm nhỉ? Đó chính là hai nhóm. Nhóm đầu tiên chúng ta nói đến cái uh, thực trạng, đó chính là ô nhiễm nước, ô nhiễm về môi trường. Đó là air pollution hay water pollution nguồn gốc hay là nguyên nhân hay là những thành phần đóng góp vào cái sự ô nhiễm chung này thì đó chính là garbage dump, uh, các cái bãi rác, deforestation đó là việc uh, phá rừng, dynamite fishing đánh cá bằng thuốc nổ, spraying pesticides đó là việc um, phun thuốc trừ sâu, raw switch thải ra các cái nguồn nước sinh hoạt mà chưa được xử lý, hay là waste materials uh, lãng phí các cái um, nguyên liệu. Uh, rác thải đúng nhỉ garbage, uh, rác sinh hoạt, oil spill các cái vụ tràn dầu, oil from the land, ở đây là dầu được cuốn uh, từ mặt đất, vessel uh, các cái tàu thủy uh, xả ra các cái chất ra dạ, chắc các cái loại rác thải uh, xả ra đâu thì trực tiếp ở trên biển thì cũng là một trong nguyên nhân rất là lớn. Vậy thì cái <laughs> cái đối tượng bị ảnh hưởng ở đây thì chính là con người và khi chúng ta nói đến đại dương thì marine life sẽ là đối tượng mà bị uh, tác động nhiều nhất đúng không nhỉ vậy thì chúng ta cần đến cái nhóm giải pháp đó là gì đó là các quy định regulation rồi chúng ta cần đến volunteer con người đứng lên bảo vệ uh, cái uh, hệ thống sinh thái của chúng ta và conservationist uh, những người ủng hộ chúng ta cần những cái người ủng hộ để đứng lên bảo vệ uh, uh, cùng nhau đoàn kết lên nhau lên tiếng để bảo vệ uh, uh, môi trường của chúng ta thế thì các cái nhóm từ đây các bạn hoàn toàn có thể chia nó ra thành là ba nhóm và chúng ta uh, liệt kê lại các cái thuật ngữ như thế này để các bạn có thể dễ dàng ôn lại đó là Unisix Environment nó chuyển sang Unit 7. Unit 7 chúng ta nói về saving energy uh, tiết kiệm năng lượng và với chủ đề này thì chúng ta sẽ có một loạt các cái thuật ngữ sau. Đầu tiên đó là từ electric device. Device là thiết bị. Electric ở đây là thuộc về điện. Vậy electric device đây chính là thiết bị điện đúng không nào? Và đó là gì? Đó là television, à, TV, radio. Các bạn chú ý từ này chúng ta đọc là radio, radio, đài, light, các cái bóng đèn. Rồi bật, đây là hình là một loại bóng đèn tròn đúng không nhỉ? Uh, faucet <laughs> faucet là vòi nước hay là vang nước, rồi water bill đây là uh, hóa đơn tiền nước, shower, shower đây là vòi hoa sen, rồi chúng ta có một cái thuật ngữ chung đó là fossil fuel energy năng lượng hóa thạch, fossil fuel energy ở đây chúng ta nói đến các cái loại năng lượng nhờ hóa thạch mà hình thành nên ví dụ như là than đá, ví dụ như dầu mỏ ví dụ như là khi đốt chúng ta có động từ turn off để kêu gọi mọi người thực hiện cái hành động này turn off ở đây nó là tắt và ngược lại với turn off nó chính là turn on đúng không nhỉ bật à, vậy thì để tiết kiệm điện thì chúng ta sẽ nên sử dụng wind turbines đó là các cái tua bin gió và nhờ các tua bin gió này quay thì chúng ta sẽ tạo ra được là wind energy năng lượng gió và solar energy cũng là một cái giải pháp để chúng ta nói đến uh, để tiết kiệm điện đó là sử dụng gì nhỉ solar energy năng lượng mặt trời rồi energy saving bulb uh, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện energy saving bulb thì đây là một loạt các cái thuật ngữ mà liên quan đến cái chủ đề uh, saving energy mà các bạn cần phải nhớ vậy trong phần này chúng ta nói đến các thiết bị tiết kiệm điện này các cái giải pháp để mà tiết kiệm điện này Đúng không nào? Và các giải pháp ở đây đó là gì? Đó là sử dụng các năng lượng thăng thế, wind turbines, solar energy, sử dụng các cái thiết bị tiết kiệm điện, ví dụ như là energy saving bulb, hay là sử dụng, uh, có các hành động đúng, ví dụ như turn off, turn off the TV when it's not in use, tắt TV đi khi mà nó không sử dụng, turn off the faucet, uh, tắt các cái van nước đi, vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta chú ý với cái từ vựng của chủ đề saving energy sang ít 8 chúng ta với cái chủ đề celebrations à, lễ kỷ niệm thì chúng ta nhớ một loạt các cái lễ kỷ niệm mà mà các bạn cần phải chú ý đầu tiên đó là lễ Easter <laughs> đây là lễ phục sinh và sau lễ phục sinh thì chúng ta sẽ có lễ Giáng sinh và chúng ta đọc là Christmas các bạn có còn nhớ từ đồng nghĩa với từ Christmas này là từ gì không đó chính là Xmas đúng không nhỉ gọi là viết tắt thôi Xmas hay Christmas cũng là được tiếp theo chúng ta có lễ Passover Passover là lễ uh, quá hải và đây là lễ dành cho uh, của những người theo đạo uh, Do Thái đúng không nhỉ những của những người Do Thái <laughs> uh, chúng ta cũng nói đến một cái ngày đó là ngày Mother Mother's Day và một ngày khác đó là Father's Day để chúng ta tôn vinh uh, mẹ và bố của mình Teach, uh, Father's Day là ngày của mẹ và Father's Day là ngày của cha ở Việt Nam hay là các nước châu Á thì chúng ta cũng có một cái lễ rất là lớn vào mùa thu Đó là Mid-Fall Festival uh, Lễ dằm trung thu hay là lễ hay là Tết trung thu uh, Mỗi một người trong chúng ta thì đều có thường được tổ chức một cái ngày đó là Birthday Đúng không nhỉ? Ngày sinh nhật Wedding cũng là một cái dịp mà, mà chúng ta thường được kỷ niệm Hoặc là thường được tổ chức rất là lớn Wedding, đó là đám cưới Và với các nước châu Á thì chúng ta Cái ngày lễ lớn nhất trong năm đó có lẽ là Lunar Lunar New Year à, ngày Tết âm lịch và trong ngày Tết này thì chúng ta sẽ sẽ có cái gì Sticky Rice Cake có bánh trưng à, ở một số quốc gia thì chúng ta người ta còn Parade à, có diễu hành hoặc à, đối với chúng ta thì vào dịp Tết này có lẽ là chúng ta sẽ decorate chúng ta sẽ trang trí lại nhà cửa để mà celebrate để mà ăn mừng để mà kỷ niệm. Uh, cái cái dịp này như vậy thì đây là những cái danh từ để ám chỉ các cái ngày lễ mà chúng ta có trong cái chủ đề là celebration và các cái hoạt động các cái hoạt động mà chúng ta cần có uh, trong các cái dịp đó thì đấy là liên quan đến chủ đề về từ vựng uh, từ unit 6 uh, cho đến unit 8, để các bạn phải chú ý ôn lại các cái từ này và hãy để ý đến cách phát âm của nó, để ý đến cách uh, đặt trọng âm, để ý đến cái âm cuối của nó khi mà các bạn phát âm như vậy đó về nội dung uh, từ mới là phần đầu tiên trong bài ôn tập này của chúng ta và chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai đó là các yếu tố ngữ pháp xuất hiện ở trong các cái bài này uh, trong 6 chúng ta có bốn yếu tố ngữ pháp uh, đó chính là việc chúng ta phân biệt giữa tính từ và các trạng từ uh, chúng ta phân biệt uh, chúng ta đề cập đến trạng từ mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do chúng ta sử dụng cấu trúc tính từ cộng với một mệnh đề và chúng ta cũng đề cập đến câu điều kiện loại 1. Ở sang bài số 7 thì chúng ta nói đến ba yếu tố ngữ pháp, đó chính là từ nối, cụm động từ và cách để chúng ta gợi ý một cái gì đó. Sang bài số 8 thì chúng ta có hai yếu tố ngữ pháp, đó là relative clause mệnh đề quan hệ và mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. À, như vậy đó là các yếu tố ngữ pháp mà ở trong unit 6 và unit 8 vậy chúng ta bây giờ cùng nhau đi cụ thể từng unit một và từng yếu tố một để chúng ta có thể nắm chắc hơn nữa các cái yếu tố ngữ pháp này uh, đầu tiên trong unit six, chúng ta phân biệt giữa uh, tính từ và trạng từ thì các bạn có thể quan sát cái ví dụ ở đây Nan got a bad mark because he studied badly vậy thì cái từ bad của chúng ta ở đây là một tính từ và các bạn quan sát ở đây thì các bạn thấy rằng là tính từ này thì sẽ ờ uh, đóng vai trò là bổ nghĩa cho từ mark điểm điểm như thế nào điểm rất là yếu hay là điểm kém nam bị điểm kém vì anh này học rất là kém hay là anh này lười học vậy nên uh, làm rõ cho một cái danh từ thì cái tính từ sẽ đứng ở đằng trước nó uh, tuy nhiên là các bạn quan sát vào cái ví dụ số 2 chúng ta có một cái tính từ đó là tính từ beautiful vậy thì lúc này cái nó không còn bổ nghĩa cho một tính từ nữa mà nó bổ nghĩa cho cả một uh, nó bổ nghĩa cho vị trí chủ ngữ và khi nó bổ nghĩa cho vị trí chủ ngữ thì nó sẽ phải kết hợp với một động từ và động từ thông thường hay gặp nhất đó chính là động từ to be ngoài động từ to be ra thì nó có thể kết hợp với động từ chỉ giác quan Vì ngoài uh, các động từ chỉ giác quan ở đây ví dụ như là feel là một này taste là hai sound là ba look là bốn và smell là năm thì ngũ giác tương đương với năm cái động nhóm năm nhóm động từ này để các bạn chú ý vậy thì chốt lại về mặt tính từ thì nó sẽ đứng đằng trước danh từ để bổ nghĩa cho nó hoặc nó đứng đằng sau các cái động từ to be hoặc động từ chỉ giác quan để làm rõ cho cái chủ thể của người, của câu đúng không nhỉ? Thế còn trạng từ thì sao? Trạng từ thì nó được chia làm nhiều loại và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta nói đến trạng từ chỉ thể cách. Trạng từ chỉ thể cách là trạng từ bổ nghĩa cho động từ hoặc bổ nghĩa cho tính từ để ám chỉ ra cái phương thức thực hiện của hành động như thế nào. Và cái cách mà người ta hình thành đó là chúng ta sẽ lấy tính từ và sau đó thêm bị ly, ly cho nó. Người ta hãy quan sát ví dụ sau. Nam got a bad mark because he studied badly Hắn Nam bị điểm kém bởi vì hắn học rất là kém Vậy học như thế nào? Học kém Thế thì cái từ badly này sẽ bổ nghĩa cho động từ Và bởi vì bổ nghĩa cho động từ Thì các bạn không thể kết hợp với từ bad được Mà phải sử dụng trạng từ của nó đó là badly Trạng ngữ thì bổ nghĩa cho động từ Các bạn chú ý như vậy Và vị trí của nó thì sao? Đối với các động từ chỉ uh, thể cách hay là cách thức Thì nó thường là đứng sau động từ Đây, các bạn thấy Học, học như thế nào? học rất là kém Vậy thì badly nó sẽ đứng ở đằng sau cái từ Study Để chúng ta không nhầm nó với các cái loại trạng từ khác à, Nếu như nói rằng là trạng từ là những người có thêm đưa ly thì có đúng hay không? Thì câu này sẽ sai Bởi vì không phải trạng từ nào cũng có đưa ly 90% của nó là như thế Tuy nhiên 10% còn lại thì nó sẽ đi theo cái nhóm làm à, Ví dụ như good có trạng từ là well không phải là goodly. Hay fast sẽ vẫn có trạng từ là fast không phải là fastly. Late với cái nghĩa là muộn thì sẽ chuyển thành là late vẫn giữ nguyên là nó với cái nghĩa là muộn. He go, he goes to school late chứ không phải nói là lately. Vì nếu như chúng ta dùng cái lately thì lúc này nó không còn có nghĩa là muộn nữa mà có nghĩa là gần đây. Và đây chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành đúng không nào? Tương tự như vậy, hard với cái nghĩa là khó, với cái nghĩa là chăm chỉ thì chỗ này chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên cho nó. Ví dụ, he works very hard. Anh này làm việc rất là chăm chỉ. Nhưng nếu như các bạn cho thêm đuôi ly vào cho nó thì cái trạng từ hardly không còn có nghĩa là chăm chỉ nữa mà còn có nghĩa là hiếm khi. Vậy nên nó sẽ thay đổi về nghĩa. Vậy các bạn hãy chú ý. Vậy chú ý đầu tiên của nó là không phải Uh, cứ đôi ly mới là trạng từ được chưa nhỉ? một cái chú ý thứ hai nữa là một số cái từ thì có đôi ly nhưng nó lại không phải là trạng từ mà nó lại thuộc về nhóm tính từ ví dụ như chúng ta có từ friendly he is a friendly person vậy friendly ở đây đóng vai trò là tính từ chúng ta có từ lovely đáng yêu đúng không nào hay chúng ta có từ lively sôi nổi Vậy thì các tính từ này thì nó vốn đã có đơn ly đấy rồi Nên đây là các tính từ chứ không phải là các trạng từ để các bạn chú ý Vậy thì muốn xác định được tính từ hay trạng từ trong câu đó Thì các bạn hoàn toàn phải căn cứ vào cái vị trí của các từ đó Và yếu tố mà nó đang bổ nghĩa và cái yếu tố mà nó đang làm rõ nghĩa Ví dụ như nó đang bổ nghĩa cho một động từ Vậy thì chắc chắn nó phải là một trạng từ Thế còn nếu mà nó bổ nghĩa cho một danh từ Thì nó sẽ phải là một tính từ vậy thì các bạn phải hết sức căn cứ vào cái văn cảnh để chúng ta cẩn trọng khi chúng ta xác định từ loại cho nó. sang nội dung thứ hai của bài thứ sáu chúng ta nó đến mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do vậy thì chúng ta phải hiểu uh, cái mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là như thế nào thế thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là mệnh đề trạng ngữ uh, là gì thì mệnh đề trạng ngữ thì bản chất của nó vẫn là một mệnh đề và mệnh đề là gì mệnh đề đó là việc uh, là một thành phần của câu gồm có chủ ngữ và động từ Mạnh đề là một thành phần của câu gồm có chủ ngữ và động từ Ví dụ This work is a part of my educational project Cái công việc này là một phần trong cái dự án giáo dục của tôi Thế thì ở đây chúng ta có chủ ngữ This work đóng vai trò làm chủ ngữ Và is ở đây là động từ Thỏa mãn, đó là một mệnh đề I did this work I là chủ ngữ Did là động từ thỏa mãn là một mệnh đề vậy câu này có hai mệnh đề được chưa nhỉ mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là một mệnh đề kết hợp với các cái từ chỉ lý do và ba cái từ đó là because as since since ở đây với cái nghĩa là bởi vì không phải có nghĩa là từ khi không phải với cái nghĩa là trạng từ của hiện tại hoàn thành đâu các bạn phải chú ý since ở đây có nghĩa thứ hai đó là từ là bởi vì nhá, yeah. đồng nghĩa với từ because, đồng nghĩa với từ as. Vậy mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là một mệnh đề kết hợp với hoặc là because, hoặc là as, hoặc là since. Nên trong cái câu này chúng ta sẽ xác định được mệnh đề trạng ngữ chỉ chỉ lý do là cụm từ là mệnh đề because this work is a part of my educational project, được chưa nhỉ? Um, và chức năng của nó thì các bạn thấy rằng là nó sẽ chỉ ra cái lý do tại sao một hành động được thực hiện Tôi làm việc này bởi vì như vậy cái lý do mà tôi làm công việc thì được trình bày ở phía sau đúng không? Mệnh đề chặn ngữ chỉ lý do thì có thể được đứng ở đầu câu hoặc là đứng ở cuối câu Nếu như nó đứng ở đầu câu thì nó sẽ giữa hai mệnh đề này sẽ phải có dấu gì nhỉ? Dấu phẩy Thế còn nó đứng ở giữa câu như thế này thì chúng ta không có dấu gì cả Để Các bạn chú ý Thứ ba là chúng ta nói đến một cái dạng diễn đạt đó là tính từ cộng với một mệnh đề bắt đầu bằng từ that. Hãy quan sát những cái ví dụ sau. Hoa was extremely pleased that she got an A for her assignment. Hoa thì cực kỳ sung sướng rằng cô ấy đã đạt được điểm A cho cái phần bài tập Thế thì tại sao cô này lại sung sướng? Đó là bởi vì cô ấy nhận được điểm A cho cái phần bài tập. Vậy nên đây cũng là một cái cấu trúc để diễn đạt được cái cái gì nhỉ? Cái lý do đúng không nhỉ? Và những cái tính từ mà người ta hay kết hợp ở đây thì đó là từ pleased, vui, excited, sung sướng, amazed, ngạc nhiên, sorry, hối tiếc, hối hận, important, quan trọng thì đây là những tính từ hay gặp và hay được vận dụng vào trong cái điều này và đó là một trong những cái người ta hay nhấn mạnh dùng để nhấn mạnh hoặc là để giải thích cho một cái gì đó giải thích tại sao câu này lại quá sung sướng như thế đó là bởi vì cô ta được điểm a đúng không nhỉ giải thích tại sao nó lại quan trọng thì nó là bởi vì đằng sau như thế này thế nên đây là một cái cấu trúc rất là hay gặp để diễn đạt cái tầm quan trọng hay là để giải thích cho một cái gì đó. À... Và các bạn chú ý rằng là các cái tính từ ở đây thì thường là dùng để mà mô tả cảm xúc của chúng ta về một cái gì đó Thế nên nó phải là các tính từ chỉ chỉ người, chúng ta không phải là chỉ vật Đấy, Các bạn chú ý điều đó Sau nội dung thứ tư của bài số 6 đó là chúng ta nói về câu điều kiện loại 1 Vậy thì trong vòng 30 giây các bạn có thể nói cho thầy biết là cấu trúc cách sử dụng chú ý gì khi mà chúng ta dùng câu điều kiện loại 1 hay không? Đầu tiên, đó là về cấu trúc thì các bạn nhớ rằng là câu điều kiện loại một sẽ gồm có hai mệnh đề đúng không nào mệnh đề gì? mệnh đề thứ nhất là mệnh đề if mệnh đề thứ hai là mệnh đề chính mệnh đề if sẽ được chia ở thì hiện tại đơn các bạn chú ý nhé và mệnh đề chính chúng ta sẽ được chia ở tương lai đơn à, biến dạng của câu điều kiện loại 1 đó là việc chúng ta không nhất thiết phải sử dụng tương lai đợt mà có thể được thay thế bởi các từ khác ví dụ như can ví dụ như may ví dụ như must ví dụ như be going to ví dụ như câu mệnh lệnh thì đó là một những biến dạng của nó cách sử dụng câu được tiện loại một dùng để mô tả cho một cái điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai Đúng nhỉ? Các bạn quan sát xem là liệu cái mệnh đề if này nó có thể xảy ra hay không. nếu mà nó có thể xảy ra, đó sẽ là câu điều kiện loại 1. Nếu không thể xảy ra ở hiện tại thì nó sẽ là một câu điều kiện khác. Để các bạn chú ý ở đó. Và điểm chú ý trong câu điều kiện này là gì? À đó là việc mà các cái mệnh đề này có thể là được thay đổi vị trí cho nhau. Nếu như mệnh đề chính đứng ở đầu và sau đó là mới đến mệnh đề if thì giữa hai mệnh đề này không có dấu dấu phẩy. Còn nếu if đứng ở đầu câu và sau đó là đến mệnh đề chính thì ở giữa nhất định phải có dấu phẩy. Đó là về chính tả mà các bạn chú ý. Và chú ý thứ hai như thầy nói đó là will có thể được thay thế bởi các cái động từ khi thiếu khác ví dụ như là can, could, uh, should, uh, must, have it to hay be going to. Thì đó là điểm mà các bạn phải chú ý với câu điều kiện lại 1. Sang Bài số 7 thì chúng ta có ba cái yếu tố ngữ pháp đó là từ nối connectives, phrasal verbs cộng động từ và making suggestions. Nào bây giờ các bạn hãy thử liệt kê xem cho thầy 5 từ nối mà các bạn biết. Rất đơn giản, đúng không? Từ nối đó là gì? Từ nối đó là từ để nối ý cho hai mệnh đề trong một câu hoặc nối hai câu lại với nhau. Hai câu lại với nhau chúng ta sẽ sử dụng từ nối và các từ mà chúng ta có thể có đó chính là and từ này chỉ nối trong một câu thôi but từ này cũng chỉ nối ý trong một câu thôi because cũng chỉ nối ý trong một câu thôi or cũng nối ý trong một câu thôi so nối ý trong một câu thôi therefore và however thì có thể dùng để nối hai câu lại với nhau uhm, tại sao lại như thế thì therefore và however thì nó diễn đạt một cái nó trang trọng hơn một chút à, còn lại thì về nghĩa của nó thì cũng tương đương với một số cụm từ ví dụ như therefore ở đây thì đồng nghĩa với sau so, uh, diễn đạt cái sự diễn đạt uh, kết quả however đồng nghĩa với but diễn đạt cái sự trái ngược đúng không nào tuy nhiên là cái cách uh, cái cách dùng của nó hoặc là vị trí đứng của nó thì khác một chút đây, các bạn chú ý um, and but or hoặc là sau so thì đằng trước nó sẽ có dấu dấu phẩy because therefore however thì nó sẽ không có dấu phẩy À, các bạn chú ý như thế. <laughs> còn về nghĩa của nó thì thành nghĩ rằng là nó khá là đơn giản, đúng không nhỉ sang thứ hai là phrasal verbs. Phrasal verbs là một cái mảng khó nhất liên quan đến từ vựng. À, nó gần nghĩa, nó gần giống như là những thành ngữ vậy. và một cái điểm là nếu như chúng ta uh, thay đổi một giới từ, chúng ta chỉ cần thay đổi giới từ của cái cụm từ đó, chúng ta sẽ có một cái nghĩa khác ví dụ như vẫn là turn nhưng turn on thì là bật lên turn off thì là tắt đi vẫn là look look on à, xin lỗi look up là, là tra cứu look after thì là chăm sóc look at thì là uh, nhìn thẳng vào look for là tìm kiếm điểm khó của nó là như vậy nên chỉ cần một động từ nhưng nó có thể kết hợp với rất nhiều các giới từ và thay đổi một giới từ đi chúng ta sẽ có một cái nghĩa khác nên cái phần này uh, nó sẽ là cái phần khá là khó về mặt từ vựng uh, với các bạn nên phải tích lũy nó qua các bài tập phải tích lũy nó qua uh, qua các cái văn cảnh khác nhau thậm chí là cùng một cụm giới từ đó nó cũng sẽ có nhiều nghĩa ví dụ như cái từ make up chẳng hạn ví dụ như các bạn sẽ hay gặp cái từ make up này với cái nghĩa là gì trang điểm đúng không tuy nhiên cái từ make up này nó còn có nghĩa là uh, tạo ra một cái gì đó mới uh, thì vậy nên là nó đa nghĩa đây là một cái dạng bài rất là khó trong bài số 7 này thì người ta chú trọng hướng chúng ta đến năm cái cụm từ làm quen dần với nó turn on là bật lên ngược lại với nó là turn off tắt đi look look for là tìm kiếm look after chăm sóc và go on thì là tiếp tục thì đây là năm cái thuật ngữ, năm cái phrasal verb, năm cái cụm từ mà các bạn cần phải chú ý. À, sang bài nội dung tiếp theo, số 3 của bài số 7 đó là making suggestions. Make suggestions thì cũng có nghĩa là gợi ý. Tuy nhiên chúng ta muốn dùng người ta muốn nói chúng ta đến là cái động từ của nó cơ, động từ của nó là từ suggest. Và từ suggest này thì có hai cách dùng tương ứng với hai cách dùng đó là hai cái nghĩa khác nhau đầu tiên đó là suggest cộng với verbing khi chúng ta muốn gợi ý cả người nói và người nghe cùng làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này I suggest collecting some money Tới gợi ý là chúng ta hãy uh, đi uh, quyên góp tiền đi tuy nhiên cách dùng thứ hai của nó đó là suggest cộng với một mệnh đề và mệnh đề này có sút thì khi đó thì người nói gợi ý cho người nghe làm cái gì, người nói chưa chắc đã phải làm. Đấy. Ví dụ I suggest you should work harder on your on your pronunciation. Tôi gợi ý là cậu nên luyện tập cái phần phát âm mình nhiều hơn. Thế thì ai là người luyện tập nhiều hơn? You là người nghe chứ không phải là tôi. Đấy, các bạn chú ý đó. Một cái điểm nữa đó là cái từ should này này có thể bị bỏ đi. Thế nên chúng ta có thể nói là I suggest you should work harder. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là I suggest you work harder. Hoặc là một số trường hợp người ta bẫy khi người ta cho chúng ta một cái chủ ngữ ở đây là chủ ngữ số ít, ví dụ như she chẳng hạn. Và khi mà chúng ta người ta bỏ cái từ should này đi rồi thì động từ nó vẫn phải nguyên thể. I suggest she should work harder on her pronunciation. Không phải đề gì? Bởi vì lúc này chúng ta vẫn còn giữ từ should. Tuy nhiên là nếu như chúng ta bỏ cái từ should đi thì động từ lúc đó nó vẫn hoàn toàn là nguyên thể. I suggest she work harder on her pronunciation. Không phải là he không phải là she works. She works như thế thì thành sai. Để các bạn chú ý điều đó. Sang bài số 8 chúng ta nói về uh, mệnh đề quan hệ À, xin lỗi chúng ta nói về đại từ quan hệ và trong tiếng anh chúng ta có năm đại từ quan hệ which, who, that, Home và House tuy nhiên trong cái bài này thì chúng ta sẽ chỉ giới hạn nó ở ba đại từ quan hệ thôi đó là who, that và which bây giờ các bạn hãy thử phân biệt cho thầy khi nào chúng ta dùng who và khi nào chúng ta dùng which, that được sử dụng trong những trường hợp nào một phút cho các bạn bắt đầu các bạn đã có câu trả lời cho thầy chưa um... Sự khác biệt giữa Who, Which và That Đó là việc uh, cái đối tượng mà nó bổ nghĩa Đây là các đại từ quan hệ Vậy nên nó sẽ bổ nghĩa ngay cho cái danh từ mà đứng đằng trước nó Các bạn nhớ như vậy Vậy nên Who sẽ chỉ bổ nghĩa cho các danh từ chỉ người Và Vật thì sẽ chỉ sử dụng Which mà thôi uh, Trong một số trường hợp thì That có thể được thay thế cho cả Who và Which cho một số trường hợp uh, ví dụ như thế này các bạn hãy quan sát the students who helped us are quite thì cái từ who ở đây có thể được thay thế bởi giác uh, bằng giác bởi vì uh, cơ bản là các bạn hiểu là chỗ này chúng ta không có dấu phẩy hoặc chúng ta không có giới từ a ted a festival ted occurs in late January or early February vậy thì Uh, festival đây là một cái danh từ chỉ vật, vậy nó có thể được thay thế, được kết nối bởi từ which. This is a festival which occurs in late January or early February. Vậy nên cái that ở đây cũng có thể được thay thế cho which trong trường hợp này. Để các bạn chú ý nhé. Vậy thì chức năng của đại từ quan hệ đó là gì? Chức năng của đại từ quan hệ đó chính là việc giúp chúng ta biến hai câu đơn này trở thành một cái câu phức và khi đó thì đại từ quan hệ sẽ thay thế cho một cái uh, danh từ hoặc là một đại từ được lặp lại trong một cái mệnh đề hay là trong một cái câu nào đó ví dụ như uh, cái từ dây ở trong cái uh, mệnh trong cái câu số 2 này thay thế cho từ the students vậy nên chúng ta sẽ loại bỏ cái từ dây này đi và thay thế nó bằng đại từ quan hệ who hoặc là which tương tự như vậy từ festival đây đồng nghĩa với từ tết đúng không nào vậy nên chúng ta sẽ loại bỏ cái tết à, ở cái vị trí chủ ngữ này đi và thay thì nó bằng từ which vậy thì rõ ràng là lúc này cái câu nó đơn giản hơn rất là nhiều nó không còn là hai câu đơn nữa mà nó trở thành một câu vậy chức năng của nó chính là làm cho cái câu nó, nó trở nên là ngắn gọn và dễ hiểu hơn mệnh đề nội dung thứ hai đó là mệnh đề trả ngữ chỉ sự nhượng bộ mệnh đề Trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ là một cái mệnh đề diễn đạt một cái ý mà uh, gợi ý một cái chiều ngược lại của cái trong câu Và dấu hiệu của nó là các cái từ như although, even though, though, despite và inspired um, <laughs> Nó cũng giống như mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân Trước hết nó phải là một mệnh đề Và sau đó thì mệnh đề này phải kết hợp được với các từ này Although, even dầu và dầu. <laughs> mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân thì à, xin lỗi mệnh đề trạng ngữ chỉ uh, nhượng bộ thì có thể đứng ở đầu câu như thế này và đằng sau nó là mệnh đề chính. Khi đó hai đoạn hai mệnh đề sẽ được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Trường hợp thứ hai là mệnh đề trạng ngữ chỉ uh, nhượng bộ đứng ở đằng sau trong câu thì khi đó khi đó mệnh đề chính sẽ đứng ở đằng trước và không có dấu phẩy để ngăn cách hai cái câu này. À, các bạn hãy các bạn hãy quan sát ví dụ như Thu Hà is not satisfied with her preparation for date even though she has decorated decorated her house and made plenty of cakes như vậy là even though ở đây thông báo báo hiệu rằng a à, đây là một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ và nó đứng ở vị trí thứ hai, nó đứng ở vị trí ở giữa, ở giữa câu. Vậy nên uh, giữa hai mệnh đề chính và mệnh đề nhượng bộ này chúng ta sẽ không có dấu phẩy, đúng không nào? Như vậy là trong bài học ngày hôm nay thì thầy đã uh, tóm tắt lại những cái từ vựng rất là căn bản cho các bạn liên quan đến ba uh, cái unit 6 7 8 của chúng ta. Trong unit 6 chúng ta đã nói đến Uh, các thuật ngữ liên quan về chủ đề môi trường. Unit 7 chúng ta nói về saving energy tiết kiệm năng lượng và unit 8 thì chúng ta đã nói về chủ đề là gì nhỉ? về các cái ngày lễ. Về phần ngữ pháp thì chúng ta đã tóm tắt lại được những cái nội dung. cụ thể là trong unit 6 chúng ta nói đến bốn nội dung về yếu tố ngữ pháp. Uh, phân biệt giữa tính từ và các trạng từ. chúng ta nói đến mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. chúng ta nói đến cái cấu trúc là tính từ cộng với giá cộng với mệnh đề để nhấn mạnh cái cảm giác của ai đó và đồng thời cũng là để uh, giải thích cho một cái điều gì đó chúng ta cũng nói đến cấu trúc của câu được kiểu loại loại một và những chú ý của nó đúng không ở trong bài số 7 thì chúng ta nói đến ba yếu tố đó là các liên từ chúng ta nói đến việc uh, of verb cụm động từ được hình thành bằng việc là lấy một động từ và kết hợp với một giới từ rồi chúng ta cũng nghiên cứu về cách gợi ý uh, cấu trúc gợi ý suggest được chia làm những trường hợp nào và những chú ý cho nó là gì Ở trong bài số 8 chúng ta nói về hai cái Đó là mệnh đề quan hệ và trạng mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ Như vậy là bây giờ các bạn có thể là nhìn lại toàn bộ những cái nội dung liên quan đến từ vựng Liên quan đến ngữ pháp để chúng ta có thể là tổng hợp lại một lần nữa làm thành một cái mép, làm thành một cái sơ đồ trong đầu xem là chúng ta nhìn vào những yếu tố này thì chúng ta có thể nói được những cái điều gì và khi mà các bạn đã nói được đầy đủ các cái thông tin như thế này có nghĩa là phần lý thuyết các bạn đã nắm rất chắc và bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cái phần thứ hai đó là phần luyện tập à, ngay sau đây thì thầy sẽ gửi cho các bạn một bài kiểm tra và thầy hy vọng rằng là các bạn sẽ vận dụng cái kiến thức mà thầy ôn tập cho các bạn để làm bài kiểm tra này thật là tốt nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài giảng tiếp theo. Thank mm. you.